Giờ chúng ta có thể thấy là Ethan Layer nó đã đi đến bước cuối cùng rồi các bạn, là ra mắt token. Token là Ethan. Như trước đó, nếu như những bạn nào mà các bạn theo dõi việc mình phân tích về nền tảng restaking của Ethan Layer là các bạn cũng thấy rồi, khi mà nó khuyến khích người dùng, người ta có thể restake lại những cái đồng liquid staking của mình, như là STETH, CBETH hay là cái gì đó ETH, đem qua nền tảng này để staking, thì rõ ràng là nó sẽ không thể nào có lợi nhuận được các bạn. Hầu như là cái việc ra mắt token là bắt buộc. Cho nên vừa qua là chúng ta thấy là vào khoảng ngày 10 tháng 5 là nó đã airdrop cái lượng ETH cho người dùng rồi, một số lượng khoảng 100 mấy triệu á. Trong season 1 thì mình thấy ở đây là nó cho lem khoảng hình như là 90% thôi, sau đó còn 10% còn lại sẽ để ở season 2. Và vấn đề là khi nó phát triển người dùng như vậy thì cái việc ra mắt ETH này hầu như là cái việc phải làm rồi. Vì ban đầu các bạn thấy rồi, mặc dù nó là cái nền tảng re-staking, nhưng mà tổng cái số lượng 5 triệu của nó được stake ở đây để tạo nên TBL á, thì nó nằm ở ETH mainnet là cũng khoảng hơn 3 triệu mấy rồi. STETH là khoảng có 1 triệu thôi. Cho thấy là khi người dùng mang qua restake thì nó cũng cố gắng là nó khuyến khích thêm những cái người dùng mà người ta có ETH ở những nền tảng khác, người ta đem qua bên nền tảng này stake để được lợi nhuận cao hơn, để có cái phần trăm lãi cao hơn. Ngoài ra cũng sẽ nhận được các điểm point để về sau có thể nhận airdrop của thằng Ethan này. Cho nên việc nó ra mắt token thì nó sẽ dễ run được cái lợi nhuận cho nền tảng này hơn và mang nhiều value về cho người dùng. Nhưng vấn đề ở đây là khi thằng này nó chạy cái nền tảng restake lâu như vậy rồi, tốn tiền chi phí build rất là nhiều, và cái số vốn của nó raise thì mình thấy tổng hiện tại là khoảng 164 triệu, thì việc nó listing cái vùng giá sắp tới, khi mà listing lên sàn á, thì khả năng là giá của nó đẩy lên sẽ rất cao. Và đầu tư những dự án như thế này mà nếu mà nó list cái vùng giá cao thì mình nghĩ các bạn không nên đầu tư đâu. Vì chúng ta có thể thấy được Lido, hiện tại Lido vẫn là cái thằng liquid staking hàng đầu trên thị trường các bạn. TBL hiện tại là hơn 35 tỷ rồi, và hoạt động cũng khá lâu, mà mình thấy là Lido hiện tại cap cũng khoảng có 2 tỷ thôi. Mà nếu như cái thằng Ethan này nó list cái vùng cap quá cao, đâu đó khoảng 1 tỷ 2 hay 1 tỷ rưỡi cap, thì mình nghĩ các bạn nên bỏ đi, đừng đầu tư dự án này.